Trong ngày hôm nay, vùng xoáy thấp tiếp tục dịch chuyển ra phía đông và yếu dần. Những cơn mưa rào và dông ở miền Bắc sẽ giảm, chỉ còn xuất hiện trong buổi sáng ngày hôm nay. Đến trưa và chiều, mưa giảm hẳn, miền Bắc trời chuyển nắng. Mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay, Bắc Bộ sẽ tăng lên ngưỡng 31 cho đến 33 độ. Đến tối và đêm nay, miền Bắc sẽ có mưa rào và dông trở lại. Khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to không nhiều, nhưng nguy cơ xảy ra tình trạng lũ quét, nhất là hiện tượng trượt lở đất ở khu vực Trung Du và vùng núi phía Bắc thì vẫn ở mức cao. Lúc này, mưa dông ở Thanh Hóa và Nghệ An đã hết, miền Trung trời tạnh ráo. Trong ngày hôm nay, nắng nóng được dự báo sẽ kéo dài suốt từ khu vực Nam Nghệ An trở vào cho đến Ninh Thuận, với mức nhiệt cao nhất trong ngày phổ biến từ 35 đến 37 độ, cục bộ có nơi trên 37 độ. Còn lại với các tỉnh Thanh Hóa, phía Bắc của Nghệ An và Bình Thuận, nhiệt độ thấp hơn phổ biến từ 33 cho đến 35 độ. Ở phía Nam, mặc dù vẫn đang trong những tháng cao điểm của mùa mưa, nhưng hôm nay gió mùa Tây Nam hoạt động yếu nên mưa ở Tây Nguyên và Nam Bộ khá ít, chủ yếu có mưa ở một vài nơi vào thời điểm chiều tối và tối. Còn trong ngày, cả Nam Bộ và Tây Nguyên được dự báo sẽ có nắng. Nhiệt độ trưa chiều nay ở Tây Nguyên dao động từ 29 đến 32 độ và Nam Bộ duy trì mức nhiệt là 32 đến 34 độ.